câu chuyện đàn ngỗng trời ngày xưa có hai vợ chồng nhà nọ sinh được một cô con gái và một cậu con trai kháu khỉnh hôm ấy trước khi đi làm mẹ dặn con gái bố mẹ đi làm xa con ở nhà trông em nhé bố mẹ đi làm cô bé dắt em ra thảm cỏ chơi bỗng nhiên đàn ngỗng trời từ đầu bay tới xa xuống quắp chú bé bay đi cô bé hoảng hốt chạy theo hướng bay của đàn ngỗng cô chạy mãi chạy mãi và gặp một cái bếp lò bên đường cô bé hỏi bếp lò ơi đàn ngỗng mang em tôi đi hướng nào bếp lò trả lời hãy cho thêm củi vào lò tôi sẽ chỉ đường cho cô bé lấy củi cho vào lò bếp lò chỉ đường cho cô bé cô bé lại chạy tiếp trông thấy một cây táo chín mọng cô bé hỏi Cây táo ơi, đàn ngỗng trời mang em tôi đi hướng nào? Táo chỉ giúp tôi với. Cây táo nói, hãy hái những quả chín trên cây hộ tôi, tôi sẽ chỉ đường cho. Cô bé nhanh tay hái táo và chạy theo hướng cây táo chỉ. Gặp dòng suối, cô bé hỏi, suối ơi, đàn ngỗng trời mang em tôi đi hướng nào? Hãy nhấc hòn đá ngăn dòng nước chảy, tôi sẽ chỉ đường cho. Suối dốc rách trả lời cô bé bê hòn đá lên bờ Suối reo mừng chỉ đường cho cô bé Cô bé chạy tiếp tới khu rừng rậm Thì không còn đường nào nữa Cô chợt thấy một ngôi nhà nhỏ Và một mụ phù thủy đang ngồi say sợi Còn em cô đang chơi với quả táo vàng Cô bé nhẹ chân chạy tới chỗ em ngồi Vội vàng bế em lên và bỏ chạy Mụ phù thủy phát hiện ra cô bé Liền hết đàn ngỗng trời Đuổi theo hai chị em Đến bên bờ suối Cô bé nói Suối ơi Hãy giấu chị em tôi với Suối chỉ cho hai chị em Trốn trong một hốc đá Đàn ngỗng trời bay qua Nhưng không nhìn thấy Hai chị em cảm ơn suối Và chạy tiếp nhưng đàn ngỗng trời đã phát hiện ra chị em ở phía sau chúng bèn quay lại cô bé chạy đến bên cây táo rồi rít gọi táo ơi hãy giấu chị em tôi với táo xòa tán che kín hai chị em đàn ngỗng trời bay lượn vòng quanh cây táo một lúc rồi bỏ đi đợi đàn ngỗng bay xa cô bé cảm ơn cây táo và cùng em hối hả chạy về nhà chạy một lúc cô bé bỗng giật mình khi nghe có tiếng vẫy cánh ẩm mỹ của đàn ngỗng trời, cô cõng em tới bên bếp lò cầu cứu. Bếp lò ơi, hãy cứu chị em tôi với. Bếp lò bèn mở cửa, cho hai chị em trốn vào trong. Đàn ngỗng tìm quanh bếp không thấy, chúng kêu la ầm mỹ, rồi quay về với mụ phù thủy. Hai chị em vô cùng mừng rỡ, cảm ơn bếp lò và cùng nhau chạy một mạch về nhà từ đó lúc nào cô bé cũng để mắt tới em hai chị em chơi đùa ríu rít bên nhau thật vui vẻ